Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Chiều ngày 2 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 7. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên, phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 7 năm 2006, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 11 Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giới thiệu ông Vương Đình Huệ cho Quốc hội, bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội khóa 11 bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm phiếu, số phiếu phát ra 475, số phiếu thu về 473, số phiếu hợp lệ 471, số phiếu tán thành 438. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2011, Quốc hội khóa 13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đối với ông Vương Đình Huệ với 96,2% phiếu tán thành. Ngày 3 tháng 8 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, ông được Quốc hội khóa 13 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, ông được Quốc hội khóa 14 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, 448 trên 451 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín, tán thành thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông. Ngày 22 tháng 5 năm 2011, ông lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Định, gồm huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn, đạt tỷ lệ 69,98% số phiếu hợp lệ. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Tĩnh, gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, được 340.761 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,32%. Ngày 10 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 chuyển sinh hoạt của đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ từ đoàn Hà Tĩnh về Hà Nội. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
giới thiệu Vương Đình Huệ vào danh sách bầu chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, thành phố Hà Nội. Kết quả trong buổi họp toàn bộ 25 đại biểu có mặt, tổng số đại biểu là 28. Đại biểu Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Hoàng Trung Hải và một đại biểu khác vắng mặt đã bỏ phiếu kín, bầu ông giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội. Ngày 19 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 9 tháng 3 năm 1984, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị của Đảng. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 6 năm 2001, Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương. Ngày 25 tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 8 năm 2011, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 10, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Ngày 19 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 đến ngày 11 tháng 4 năm 2016, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 28 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa thứ 3 liên tiếp. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Đến tháng 4 năm 2016, được miễn nhiệm chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, ông được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ông giữ chức vụ trưởng ban này cho đến lúc ban giải thể vào tháng 10 năm 2017. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính công bố quyết định số 1818 của Bộ Chính trị điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Ngày 21 tháng 2 năm 2020, ông là Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông Huệ nhận quyết định bổ nhiệm làm Bí thư Hà Nội. Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan đơn vị về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2020 của thành phố. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, qua 8 tháng đầu năm 2020, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền và sở ngành của thành phố Hà Nội đã sớm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ưu tiên số 1 hiện nay của thành phố vẫn là tập trung phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, đặc biệt là Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Cùng với cả nước, thủ đô cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, với quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao gấp 1,3 lần bình quân chung của cả nước. Trong đó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước. Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020. Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Vương Đình Huệ nhìn nhận, trong thời kỳ đổi mới đất nước,
đặc biệt là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2020, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị thành phố Hà Nội bàn giải pháp tăng cường hợp tác phát triển quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội. Trao đổi với các kiến trúc sư, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội là đô thị đặc biệt, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt như mong muốn. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội mới đạt xấp xỉ 50%. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa ở nhiều huyện trên địa bàn còn rất thấp. Ví dụ như huyện Thường Tín mới đạt 2,86%. Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của thành phố đến nay mới đạt khoảng 86%. Chưa kể, việc phát triển đô thị tại Hà Nội vẫn chưa gắn với phát triển kinh tế đô thị. Xây dựng nông thôn mới cũng chưa gắn với phát triển đô thị. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã quyết nghị những nội dung rất mới liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Cụ thể hóa tinh thần đó, trong nhiệm kỳ mới, song song với tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới lên tầm cao mới, Thành ủy Hà Nội sẽ xây dựng chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị, khắc phục những hạn chế về tầm nhìn, công cụ, chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển đô thị để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị thành phố Hà Nội, các kiến trúc sư tham gia hiến kế, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác quy hoạch phát triển đô thị của thành phố. Bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 473 trên 473 đại biểu, chiếm 98,54% số đại biểu. Sau đó, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, ông tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Vương Đình Huệ nói đây là vinh dự vô cùng to lớn và trách nhiệm rất nặng nề. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng, phụng sự lợi ích quốc gia dân tộc. Khóa 15. Ngày 20 tháng 7 cùng năm, ông lại được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 với tỷ lệ 95,19%. 475 trên 475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 là 499 đại biểu. Hội nghị về việc phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại hội nghị, ông nhấn mạnh, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó là chất lượng của các kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội, trong đó đại biểu Quốc hội là trung tâm. Dự kiến phiên họp tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về đề xuất đổi mới hoạt động của Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội đồng thời nghiên cứu việc sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội, quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy chế làm việc của các cơ quan của Quốc hội. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp công tác giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị. Theo ông Huệ, Chủ tịch nước là một thiết chế hiến định rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Chủ tịch nước còn là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án, Chiến lược Xây dựng và Hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hàng năm, Chủ tịch nước đều báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiều công việc cụ thể của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều gắn với thiết chế Chủ tịch nước như phê chuẩn các hiệp định, điều ước quốc tế, phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trong công tác đối nội, đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan mật thiết đến Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước cũng tham gia thường xuyên các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.